Xin chào mọi người, mình tiếp tục chia sẻ đường link xem trực tiếp giữa trận bóng đá Pháp gặp Ba Lan diễn ra vào lúc 23 giờ tối nay ngày 25 tháng 6 năm 2024. Đường link mình để bên dưới phần mô tả nội dung và phần bình luận. Chúc mọi người xem trận bóng đá Euro vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.